sao mãi không thấy Minh Vương đâu nhỉ? Bây giờ biết nó đi đâu rồi nhỉ? Đi tìm mãi rồi. Không biết thế nào mà bây giờ là sao thằng đấy cứ suốt ngày bỏ đi thế nào nhỉ? Nãy hình như là Huy nó bắt cóc vậy thì phải. Ừ, bắt cóc á? Vâng. Em có nhìn đâu? Em có. Trời ơi. Mang khẩu súng nét đi chưa? Đây mang khẩu súng nét đi rồi. Bây giờ nhá, chỉ có thằng Huy bây giờ chỉ nó chỉ ở mỗi cái chỗ cống thôi. Cống á? Ừ, cái cống mà không nói. Cái cống không nói á? Ừ. Thế anh em đến đấy đi. Về anh em đến xem nào nhá. Ừ. Ok. Nhưng mà liệu nó có trong cái bụi mấy cái bụi này không anh? Đi thử vào ngó rồi. Và quay đây ngó rồi em. Anh cứ đứng đây để em vào em ngó thử. Mày đưa anh cầm súng cho. Anh cầm súng cẩn thận, có gì thì em nhá. Đi xem. Có cậu thấy nó ở đây không? Thằng Huy nó hay trốn trong cái ống cống á. Ống cống á? Ừ. Hay là nó ở trong đây nhỉ? Không, cái tủ điện em này vào đây nó giật cho vỡ mồm à. Không ở đây đâu. Vương ơi. Bụi này rậm mà lắm gai em ạ. Không, nó không vào đây. Anh em đi đâu? Ủa, khả năng đầy lắm gai lắm. Đi thôi. Anh em đi tiếp đi. Bây giờ đi thẳng ra cái chỗ lỗ cống. Khả năng là anh nghĩ là có khi gặp ở đấy. Vâng. Để em cầm nha. Cái cống hôm trước thằng Huy trong đấy để anh. Đấy. Anh còn xa không anh? Sắp tới rồi. Anh Hùng ơi. Hả? Ở đâu nhỉ? Chưa. Hay là có phải ở đầm cống cống kia không? Chắc ở chỗ kia rồi. Kiểu gì nó ra đây nó bắt nó nhốt thằng Minh Vương ở đây. Đúng rồi. 2 4 6 6 cái ống cống này. 6 ống cống. Ừ. Xem nó ở đây nhá. Đi xuống đây, em đi xuống nó xem. Anh đi xuống không em đi. Em nghĩ là trong ống cống này. Nó đâu nhỉ? Anh cầm súng này anh ơi. A few moments later. Em ơi. Thằng Vương ấy không phải hút cái đâu. Vương kia đấy. Em nhìn không giống lắm. Đúng rồi. Tối hôm nhưng mà anh vẫn nhìn rõ đây này. Sao nó cứ ngồi im trong đấy nhỉ? Hay là em thử gọi nào. Vương ơi. Vương ơi. Vương. Anh Nam Hùng à? Ừ đúng rồi. Ôi, ừ đúng rồi. Nó bé ơi. Sao ơi? Thằng Hùng Huy đang cạnh ở trong kia. Em không ra được. Hùng Huy cạnh. Chui ra đây. Chui ra đây. Thôi anh nhỉ. Để em chui ra. Nó đang cạnh ở đầu kia. Chui ra đây. Anh để em vào em đón nó được. Em vào đón đi. Em vào em đón nó, anh ngồi đây nhá. Được. Vương ơi, sao đây Vương ơi? Vương ơi, đây Vương ơi. Anh em không yêu đâu em ơi. Nó đang căng cả đằng kia. Nó bé thôi. Mà kêu bùm bùm ấy nhỉ? Không biết được, nên anh sao nó bắn em ấy? Không phải đâu. Không phải đâu. Cái đấy anh thấy nó không có cái gì mà nó chỉ hơi cấn rồi. Hình như là cái súng diêm ấy. Súng diêm. Cái diêm ấy, cái kiểu cái phôi diêm nó nổ ấy. Cái đấy không sao, nó chỉ dọa mình thôi chứ. Nhưng mà sao bùm bùm bắn nó đấy? Em đang ngủ chứ. Em đang ngủ nhà thì nó vào, nó đổi vào nhà lấy con nó búp bê mà Rainbow Friend ấy. Ừ. Xong rồi là em bắt được xong em chiến đấu nó mà nó bắt luôn cả em ơi.
có búp bê nữa cơ. Búp bê nhưng mà vừa nãy không thấy nó cầm. Bây giờ khả năng đây là bây giờ khả năng dùng cống này là căn cứ địa của nó. Mai khả năng sâu ở đâu? Mai khả năng là mai gì bị hết cống rồi. Sâu lắm. Hả? Mai tít điều cơ. Nó chui xuống chắc xuống dưới hầm kia thôi. Dưới kia có hầm nhỉ? Có hầm không vừa? Chắc không biết. Hầm ấy. Hả? Không. Em bị nó bắt nó cứ ra em. Thôi thôi. Thôi đi về đi em ơi. Lần sau có gì mày phải gọi anh em ngay nhá. Ui em ơi. Đi. 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 Đi.